Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề gọi là cái thời điểm này thì có nên đi thuê nhà để kinh doanh cái lĩnh vực thuê cho hay không? Thì có là cái thời điểm tốt để mà mình lấy nhà hay không, hay là đợi tới khi nào, đợi tới gần Tết hay là đợi tới thời gian nào? Thì cập nhật theo cái thông tin mà thị trường á các anh chị, thì hiện tại mình hầu hết mỗi một ngày thì mình có rất là nhiều cái thông tin của tất cả các anh chị môi giới gửi cho mình những cái thông tin mà nhà cho thuê, thì mình lọc ra rất là nhiều trước khi mình đi xem. Thì trước khi mình đi xem là mình bắt buộc mình phải lọc ra là những cái căn nào mà nó có cái giá hợp lý, hoặc là cái giá nó vừa tầm với thị trường thì mình mới quyết định mình đi xem. Và đi xem xong thì mình phải chọn lọc lại rất là kỹ thì mình mới chọn được vài căn để mà mình đi đàm phán. Thì trước khi mà mình đi trước khi mà mình đã xác định cái nhu cầu, giống như là những cái clip trước đó mình có nói, xác định nhu cầu khách để mình đi thuê, thì các anh chị phải nắm được tình hình chung của thị trường hiện tại là như thế nào, thì cái thời điểm này có nên lấy nhà hay không, và cái giá nó có được tốt hay không, hay là nó quá cao so với cái nhu cầu của khách, hoặc là nó quá cao so với cái tầm với của mình. Thì các anh chị muốn biết rõ thì các anh chị bắt buộc phải theo cái thị trường thôi, bắt buộc phải đi xem rất là nhiều, đi khảo sát và đi xem rất là nhiều thì chị mới mới có cái cảm giác, gọi là cái cảm giác thị trường đó. Thì cũng giống như là mình chơi đá banh hay là mình chơi đánh bóng chuyền vậy đó, thì khi mà mình chơi nhuần nhuyễn thì mình sẽ có được cái cảm giác bóng, mình đánh chỗ nào là nó sẽ hợp lý và đánh chỗ nào sẽ thắng đối thủ, mình ví dụ như vậy. Thì đó là cái cảm giác bóng là khi mình thường xuyên mình cập nhật cái thị trường. Thì theo cái thời điểm mà hiện tại, theo như mình đánh giá thì cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm để anh chị không phải là để anh chị lấy nhà mà nó nhanh, chẳng hạn như nó rất là nhanh, hoặc là có những thông tin nó dồn dập rồi mình phải lấy, bắt buộc mình phải lấy. Nhưng mà cái thời điểm này là cái thời điểm để các anh chị làm chậm lại và các anh chị có cái cơ sở để các anh chị có thể deal được cái giá rất là tốt so với cái thời điểm mà trước khi mà chưa có dịch. Thì khi mà mình đi thuê nhà trong cái thời gian này thì các anh chị vịnh vào cái cớ là dịch bệnh cũng chưa biết khi nào kết thúc, và cái làn sóng lần thứ hai nó đang sắp bùng nổ, thì sắp tới thì nó diễn biến như thế nào thì mình cũng chưa có biết được, chưa có nắm cái thông tin được. Thì bắt buộc anh chị phải dựa vào cái cơ hội này để anh chị đàm phán, có thể là những bất động sản các chị đi thuê, hoặc là đối với những bất động sản mà các chị mua cũng được, cũng là một cái cơ sở để các anh chị có thể nói chuyện và đàm phán với chủ bất động sản để hai bên nó về cái giá hợp lý hơn. Thì trước khi mình đi đàm phán mình thuê thì mình đã nói rồi, cái phân khúc khách hàng các chị phải tập trung vào là phân khúc nào, các chị phải hiểu rõ cái phân khúc đó trước khi mình làm ha. Và cái thời gian này mình rất dễ đàm phán, cho nó là rất dễ đàm phán, không có khó để đàm phán. Tại vì hầu hết mà những cái giống như những clip trước mình có nói, hầu hết là cái nguồn cung hiện tại những cái khách sạn mà lúc trước họ kinh doanh khách sạn không được thì giờ họ cũng chuyển qua dài hạn đó, thì mỗi ngày mình không biết là nhận được bao nhiêu thông tin đó luôn. Nhưng mà đa số là mình nó không phù hợp với cái mô hình của bên mình. Giờ mô hình bên mình là dành cho những người ở lâu dài, ở có thể là 6 tháng đến 1 năm, và họ cần có đầy đủ tiện nghi cơ bản, như là mình nói chung đi khách sạn thì thường sẽ không có cái bếp, không có bếp để nấu ăn. Thì nếu mà mình lấy về những căn đó thì bắt buộc phải cải tạo lại và sơn sửa phòng lại cho nó theo cái mô hình của cái căn hộ mini thì nó sẽ phù hợp hơn ha. Nhưng mà cái giá thì theo mình đánh giá hiện tại cái sức ảnh hưởng của cái dịch Covid đợt đầu thì nó cũng chưa có, nói chung là cũng chưa có sâu lắm, chiều sâu cũng chưa có sâu lắm. Nó tầm khoảng, mình nghĩ tầm khoảng dao động từ khoảng 3 đến 4 tháng, những tháng gần gần cuối năm, có thể là quý, hôm nay là quý 3 đúng không, thì có thể sang đầu quý 4 nếu tình hình mà dịch nó càng ngày nó càng
ảnh hưởng nhiều hơn nữa, thì mình nghĩ là tới quý 4 hoặc là quý 4 là nó sẽ cái thị trường nó sẽ giảm giá rất là mạnh trong cái thời điểm đó. Tại vì sao? Tại vì đầu năm tới giờ hầu hết các ngành nghề kinh doanh, hầu hết mình nghĩ hầu hết các ngành nghề kinh doanh họ không có đủ cái doanh thu, chẳng hạn như về các ngành dịch vụ như là nhà hàng, những cái nhà hàng sang trọng ở Hồ Chí Minh nè, hoặc là những cái khách sạn nè, thì mình nghĩ là cái doanh thu nó sẽ không đủ bù chi phí để mà có thể họ vận hành một cái tòa nhà hoặc là vận hành một cái nhà hàng để có nghĩa là thời gian rất là lâu rồi, nó là từ đầu năm tới giờ là gần hết bữa nay là cuối tháng 7 rồi đúng không? Thì mình nghĩ là gồng chừng khoảng vài tháng nữa thôi, nếu mà trường hợp mà dịch nó lại bùng phát nữa thì nó sẽ cái thị trường nó sẽ còn xuống nữa, thị trường nó sẽ còn xuống nữa. Thì mình nghĩ tới đầu tháng đầu quý đầu hoặc là giữa quý quý 3 đầu hoặc giữa quý 4 thì nó sẽ cái giá nó sẽ thấp xuống nữa. Thì lúc đó chủ nhà họ sẽ những chỗ bất động sản mà họ có dùng đòn bẩy để họ vay á, rồi hay họ vay ngân hàng để mà họ mua rồi xong rồi họ xây cho thuê, thì họ sẽ giảm giá để cho thuê được. Thì mình đọc một cái bài báo hồi sáng sáng nay thôi, thì những cái mặt bằng mà ở trung tâm quận 1 á, hoặc là những cái khu phố mà phố người Nhật hoặc là phố Hàn ở quận 7 á, thì đa số bây giờ là hầu hết cũng mặt bằng trống rất là nhiều, có thể để từ hồi Tết đến giờ luôn mà vẫn chưa có cho thuê được. Lý do là các khách nước ngoài, khách Hàn hoặc khách Nhật á, họ không có còn ở Việt Nam nữa, không riêng gì ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh mà có thể mình nghĩ là các điểm du lịch ở trong trong nước thì những người nước ngoài á, những khách nước ngoài hầu hết bây giờ là cũng không có để mà mình khai thác, chủ yếu là mình chỉ khai thác như khách nội địa thôi. Khách nội địa thì không không đủ cái chi phí mà để vận hành. Thì nếu mà trường hợp mà lúc lúc đầu mình thuê cái giá quá cao thì bây giờ đa số là gồng hết, và có thể là gồng vài tháng nữa mà không nổi thì có thể là trả nhà lại, thì lúc đó cái thị trường nó sẽ sát lầm lại một cái mặt bằng, giá nó sẽ thấp hơn so với thời điểm hiện tại. Đó là cái nhận định cá nhân của mình thôi, thì mình không có khuyến khích bạn nào là đi nghe theo cái thông tin của mình nhưng mà để mình làm theo. Thì cái đó các anh chị phải là cái người trực tiếp xông pha ra thị trường đó, các anh chị nắm được cái thông tin thị trường, các anh chị có thể theo cái thông tin đó là các anh chị có thể tự ra quyết định của mình ha, chứ mình không có chịu trách nhiệm về những cái mà mình nói ra. Đó là cái nhận định cầu của cá nhân thôi, của cá nhân mình thôi ha. Thì trong cái clip này thì mình chỉ nói những cái điều cơ bản như vậy thôi, thì các anh chị nhắm được là từ đây tới cuối năm có thể là mình xác định là mình nhập vô, mình lấy vô là bao nhiêu căn, mình kinh doanh như thế nào, hoặc là mình tìm cái mặt bằng như thế nào cho nó phù hợp á. Thì các anh chị phải cần có thời gian để các anh chị đi xem, và các anh chị phải tập trung vào cái đối tượng khách hàng chính của mình, và phải đi khảo sát nhiều lên, và phải có cái thời gian để mà tìm hiểu cái thông tin của những cái vị trí bất động sản xung quanh, và mình có cái thời gian để mình ngồi nói chuyện để đàm phán với chủ bất động sản để cái giá của mình nó hợp lý so với thời điểm hiện tại hơn. Chứ mình thấy mình là cái người trực tiếp theo thị trường nhưng mà hầu hết đó thì những chủ bất sản không có hiểu cái vấn đề, lúc nào cũng kêu giá cao á, để cái người ví dụ như cái giá thị trường là 3 triệu một phòng, 3 triệu thì ví dụ như cái tòa nhà 30 phòng là 90 triệu, thì chủ bất động sản cứ giao lại cho mình là 90 triệu thôi, nhưng mà họ không biết được là trong cái vấn đề đó là mình phải chịu cái thời gian là trống phòng nè, rồi bảo trì vận hành nè, rồi rồi những cái chi phí phát sinh khác nè, hư hỏng trong tòa nhà nè đó, thì những cái chi phí đó thì bắt buộc là cái người thuê họ phải tính toán rất là kỹ thì họ mới làm được những cái bất động sản như vậy đó. Thì mình phải tính rất là kỹ trước khi mình thuê. Thì các chị khi mà các chị kinh doanh á, trước khi kinh doanh thì bắt buộc phải ra một cái bản dự toán là cái phí, cái vốn của mình á là tầm khoảng bao nhiêu vào cái căn đó, và cái thời điểm khi nào mình hoàn vốn, thời điểm khi nào mình hoàn vốn cái căn đó thì mình mới mới nên quyết định mình làm. Chứ ví dụ như mình bỏ vô cái vốn đó, mình biết một bạn ở mình biết một bạn một nhóm bạn làm một cái căn mà mình sửa vô để chi phí sửa vô rất là nhiều cái chi phí sửa, nhưng mà thuê cái thời hạn có 5 năm thôi, trong khi đó ví dụ 3 năm mới hoàn vốn thì 2 năm sau nữa là mình chưa chắc là bà đã 3 năm đã được hoàn vốn nữa, thì các bạn tính toán sai, tính toán không có đúng, tính toán không có đúng ngay từ đầu
Nếu mà trường hợp ví dụ sửa nhiều quá thì bắt buộc mình phải thuê dài hạn thôi, chứ thuê ngắn quá thì không có đủ cái thời gian để mà mình hoàn vốn, thì có thể mình làm những cái căn tiếp theo được ha. Thì trong 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 hôm nay Châu có những cái cập nhật thị trường, những cái nhận định, những cái xu hướng về cái sắp tới, thị trường sắp tới, thì cũng là cái theo cái quan điểm cá nhân thôi. Thì mong rằng các anh chị thấy hay thì đăng ký, bấm nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết, để hàng ngày cho ra video thì các bạn có thể là người nhận được cái thông tin đầu tiên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.